Dòng họ anh soạn cả những quy tắc này á. Ừ, cái này là từ cụ nội anh để lại đấy. Nhà anh là trưởng họ, còn cái này truyền từ đời này sang đời khác, đơn giản thôi mà. Người thông minh như em kiểu gì cũng sẽ thuộc. Em cứ từ từ mà nghiên cứu nhé. Em là sao đấy? Hả? Mệt à? Không ạ. Em hơi chóng một tí thôi, không sao. Còn cái này là dành cho bác Diễm. Vì tương lai của chúng mình, anh hy vọng em sẽ thuyết phục được mẹ em học thuộc bản quy tắc này nhé. Cái gì thế này? Cái nhà này điên à? Thời đại nào rồi mà có cái bản quy tắc quy định bắt thông gia theo ý mình thế là thế nào? Mẹ không bao giờ chấp nhận nhá. Nhưng làm thế nào hả bác? Hủy hôn à? Cháu có thể ngừng vô duyên mấy phút được không hả Phương Anh? Mẹ Diễm xinh đẹp ơi. Cái gì? Mẹ chịu khó vì con một lần này thôi nhá, vì hạnh phúc tương lai của con. Không ai có thể bắt mẹ mặc váy kín chân được. Xong rồi cổ hở ba phân, màu sắc thì như là cái bà già 90 tuổi. Mẹ thà chết còn hơn ý con ạ. Bác ơi, cháu nghe bảo là ấy, người chết trước khi cho vào hòm cũng bắt như thế đấy. Mà cháu không biết có đúng không. Phương Anh, nó vô duyên bất diệt rồi, mẹ để ý đến nó làm gì? Mẹ nhá, mẹ chỉ cần chịu khó vì con một lần này thôi, con sẽ yêu mẹ hết cuộc đời này. Thôi, mẹ đã nói không là không. Mẹ không thể hy sinh nhan sắc của mình một cách vô lý như thế được. Thôi được rồi, thế bây giờ mẹ có muốn gả con cho anh Kiên không? Kim mà trượt mối tốt thế này tất cả là tại bác ấy. Nhưng mà cháu xin phép ra ngoài một phút ạ. Mẹ, tại sao mẹ lại tắt máy? Khổ quá, con gọi nhiều quá mẹ sốt ruột thì mẹ tắt máy. Dồi ôi, chuẩn bị từ đêm hôm qua đến tận hôm nay rồi mà vẫn đến muộn thế này thì ăn nói thế nào với thông gia? Có phải tại mẹ đâu, tại cái váy này này, không hiểu làm sao cứ càng mặc nó lại càng xấu. Thế mẹ đã thuộc hết các quy tắc ứng xử chưa? Nó dài như thế, nó loằng ngoằng như thế, làm sao mà mẹ thuộc được? Thôi chết. Nhưng mà mẹ hỏi này, người ta đến lâu chưa? Gần một tiếng đồng hồ rồi. Thôi đi vào. Một tiếng đồng hồ rồi hả? Bà đi ăn chứ có cái gì đâu mà phải lo hả con? Thôi thôi mẹ, con bà này, mẹ nhớ là phải ăn nói giữ mồm giữ miệng giúp con nhá. Rồi, cô cứ yên tâm, vì cô đi nhá. Đi vào luôn. Đi. Chào chị. Dạ. Con xin lỗi hai bác vì mẹ con đến muộn ạ. Xin lỗi anh chị, để cho anh chị đợi lâu tôi cũng ngại quá ạ. Chị lại quá lời rồi, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi mà. Sao chị đến muộn thế? Dạ, hỏng xe ạ. Dạ, ý mẹ con là vừa hỏng xe vừa tắc đường ạ. Thưa anh chị, con gái tôi nó còn trẻ người, non dạ, nó ăn nói bộp chộp ạ. Cho nên là tôi nói thật cũng phải nhờ anh chị dạy bảo nhiều. Chứ tôi nói thật là tôi cũng bó tay với con này rồi ạ. Ồ không ạ, ý tôi nói gia đình nhà anh chị là gia đình nề nếp gia phong, cho nên cháu nó còn phải học hỏi nhiều ạ. Con trẻ mắc lỗi là chuyện thường, vì dạ. Thế mới phải cần người lớn chỉ bảo chứ. Dạ, thấy chưa, con là may mắn lắm mới gặp được bố mẹ chồng bao dung như thế này đấy. Ngồi đi con, ngồi đi. Con đã đưa bản quy tắc ứng xử trong nhà cho vợ chưa? Ai lại đàn ông chưa ngồi mà đã ngồi rồi. Dạ, cháu mời bác ngồi ạ. Con cứ ngồi trước đi. Con cứ ngồi trước đi rồi bác ngồi. Dạ. Sao lại thế được? Người lớn tuổi chưa ngồi mà con đã ngồi rồi. Cháu mời bác ngồi ạ. Cháu ngồi đi. Ngồi. Dạ. Bà có gì cần nói thì nói đi. Dạ, xin phép chị thông gia. Dạ. Mấy hôm trước tôi đi xem, thầy nói là trong năm nay các cháu sinh thì sẽ có ngay con trai. Dạ. Vì vậy là gia đình tôi rất mong các cháu sinh năm nay, chứ để năm sau là khác tuổi lắm chị ạ. Ôi chị ơi, quá tuyệt vời chị ạ. Nhà tôi cũng mong như thế đấy. Dạ. Cưới xong một cái là phải đẻ luôn con. Đúng nhờ. Rồi, phải đẻ luôn. Cưới xong là phải đẻ luôn đi. Dạ, con xin lỗi hai bác. Hai vợ chồng con chưa có ý định sinh em bé trong năm nay đâu ạ. Với lại chúng con còn trẻ, con cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nữa ạ. Việc gì phải chờ kinh nghiệm,
Cứ sinh đi thì khác biết lo hết mà. Đúng đấy cháu. Dạ, thưa hai bác, con cũng cần phải thêm thời gian nữa ạ. Khi mà ổn định công việc thì sinh em bé cũng chưa muộn ạ. Truyền thống dòng họ Hoàng là khi con dâu về nhà nghỉ ngay công việc để chăm lo việc gia đình chồng con. Ơ, thế việc này bác tưởng cháu biết rồi cơ mà. Anh chưa hề nói với em chuyện này. Chúng ta cần phải bàn bạc thêm nữa chứ. Để sau hãy nói em. Vâng ạ, thôi anh chị, chuyện này để sau hãng nói đi anh chị. Bây giờ mình ăn cơm cho vui vẻ đi ạ. À vâng. Cái đám thanh niên chúng nó ấu trĩ lắm, cũng cần phải có thời gian để trưởng thành và rút kinh nghiệm. Dạ dạ. Mời cả nhà xơi cơm đi.